Xin chào quý vị khán giả của kênh Khám phá bếp Hoa. Hôm nay đầu bếp Đinh Văn Toan lại xin mời quý vị khán giả cùng vào bếp để thực hiện một món ăn rất là ngon miệng và bổ dưỡng. Đó là món giò heo hầm ngũ quả. Để thực hiện món ăn này thì chúng ta phải mua cái giò heo là cái quan trọng nhất nha. Rồi khi mua giò heo thì chúng ta chọn giò heo trước, thịt nhiều hơn và cái xương nó nhỏ hơn. Đối với ngũ quả thì chúng ta gồm có nấm đồng cô, bắp cải non, hạt sen, củ năng, cà rốt, vài vị thuốc bắc như là táo đỏ nè, đẳng sâm nè, kỵ tử, và chúng ta mua thêm một nhánh gừng để tăng thêm hương vị. Gia vị để nấu món này: nước tương, xì dầu đặc biệt, bột ngọt, đường phèn, muối, hạt nêm gà, và đặc biệt có một gia vị rất là thơm ngon, đó là dầu hào chiên su sò điệp, thêm mì sợi để chúng ta ăn kèm. Các nguyên liệu chuẩn bị xong, chúng ta sẽ bắt tay vào chế biến nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thoa hắc xì dầu lên cái lớp da của cái giò heo, sau đó chúng ta sẽ chiên vàng nha. Đó, khi mà thoa hắc xì dầu chúng ta chiên lên thì cái màu da nó ngả sang màu vàng nâu rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta đưa xem chiên liền nha. Ở chúng ta nhìn thấy cái mặt chảo dầu nó có một cái làn khói mỏng bốc lên, tức là nhiệt độ này nó khoảng độ 180 độ. Cho giò heo vào. Rồi chúng ta đi rửa sơ lại cho cái lớp dầu nó hết đi. Rồi bây giờ mình sẽ chế nước vào nồi để mình nấu một cái giò heo 2 kg. Tôi sử dụng là khoảng 2 lít nước nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho gừng nè. 2 lít nước tôi sử dụng khoảng 5-7 gram gừng, khoảng 5 lát, 20 gram đẳng sâm. Rồi còn tất cả các nguyên liệu là chúng ta gần về cuối mới bỏ, tại vì bản thân táo kỳ tử chín rồi. Rồi 2 lít nước tôi sử dụng khoảng 6 gram muối. Rồi 15 gram bột thịt gà, 10 gram bột ngọt. Rồi đường phèn bạn cho tôi 30 gram. Rồi còn một gia vị nữa là dầu hào và nước tương, thì lát nữa mình nêm sau cùng nha. Rồi mình cho cái giò heo vào. Nó cho nó vừa ngập nước. Đây là một món hầm, cho nên là yêu cầu cái nguyên liệu chính là giò heo nó phải mềm. Bởi vậy cho nên thời gian hầm của nó là tối thiểu phải được 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Rồi trong thời gian đầu thì chúng ta không được đậy nắp, mà chúng ta thường xuyên hớt bọt trước nha. Khoảng 30 phút đầu. Rồi sau khi hớt hết bọt rồi thì chúng ta chỉnh lửa thật nhỏ nha, rồi đậy nắp lại cho nó mong mềm. Nhớ là lửa nhỏ thì mình nấu nó không bị đục nước, còn nếu mà bạn đậy nắp mà bạn để lửa to thì rất là mau đục nước nha. Mình sẽ sơ chế cái nấm đông cô. Mình cắt gốc nè, cái nào to quá thì mình có thể cắt làm đôi ha, hoặc làm tư cũng được. Nấm đông cô này mình cũng ngâm trước một đêm ha, sau đó mình rửa sạch đi. Rồi cà rốt mình cũng cắt hạt lượng to, nó tương đương với cái hạt sen.
Rồi, củ năng. Rồi bắp trái à, dài mình cắt làm hai ha. Rồi hạt sen, đó là ngũ quả, năm thứ quả. Rồi cái phần này á, mình cho vào khoảng 30 phút về cuối thôi. Rồi sau khi hầm được khoảng 1 tiếng rưỡi, mình sẽ cho các loại rau củ quả vào cái nồi nước. Rồi cho táo đỏ kệ tử vào luôn. Gia vị tiếp theo là cái nước tương và dầu hào. Hai nước nước này tôi cho 20g nước tương. Để tạo được cái màu sắc và cái mùi vị đặc trưng thì tôi sử dụng cái dầu hào Chinsu, cho 40g dầu hào. Rồi sau khi bỏ ngũ quả vào và một vài vị thuốc vào nữa, chúng ta hầm thêm khoảng từ 25 đến 30 phút nữa là được. Và trong thời gian này chúng ta không để đắp nữa ha, để cho rau củ nó không bị mềm nhũn. Rồi trong quá trình nấu thời gian lâu như vậy thì nó sẽ bay hơi và cạn nước đi. Trước khi tắt lửa thì mình châm bù bằng cái mực nước đã cạn đi ha. Rồi sau đó chúng ta cho nó sôi trở lại là món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Rồi chúng ta tắt lửa đi và lấy giò heo ra. Cái nước màu cánh gián, màu hổ phách rất là đẹp. Như vậy là trong thời gian 120 phút tôi đã thực hiện xong món giò heo hầm ngũ quả, một món ăn rất là ngon và bổ dưỡng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức món ăn này với tôi nhé. Rồi ngũ quả nè. Rồi thứ nhất là cái giò heo này, không cần phải dùng dao, mình có thể lấy muỗng hoặc cái đôi đũa mình lấy là được. Thưởng thức món này thì đầu tiên là cái mùi thơm, và đặc biệt là cái vị rất là ngon. Cái vị béo của giò heo kết hợp với vị ngọt thanh từ dầu hào, sò điệp, cho nên nó tạo nên một món ăn rất là hấp dẫn. Để không tin thì các bạn cứ thử làm và xem. Còn bây giờ thời gian của chương trình đã hết. Xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.